FPT Shop tuần này có gì hot? Đặt gạch siêu phẩm Galaxy Note 7, đặt càng lớn qua càng to, 277 khách hàng nhận bộ quà siêu khủng, kính thực tế ảo Gear VR, tai nghe Level U, sạc dự phòng 10.000mAh, tặng thêm bảo hiểm 1-1 trả góp 0%. Đón giá siêu phẩm Oppo F1S nhận quà cực chất, một giải nhất điện thoại Oppo R7 Plus phiên bản Barcelona, 20 giải may mắn thẻ cào điện thoại 100.000 đồng, Sony Xperia XR Ultra hàng nóng camera sống trong đêm, giá trị 8.990.000 đồng, tặng tai nghe Sony trị giá 990.000 đồng, sạc dự phòng 10.000mAh, thêm cơ hội trúng 10 dàn loa Sony 19.990.000 đồng và chuyến du lịch 70 triệu mỗi tuần. Huawei MediaPad M2 8.0 T2 7.0 Pro, táp độc quyền của hàng hiệu, tặng túi Tucano trị giá 2.490.000 đồng, 100% trúng quà đến 1 triệu đồng, cùng cơ hội trúng 1 trong 12 chuyến du lịch cửa thể câu. Cơ hội tốt nhất trong năm mua ốp lưng chống sốc bảo vệ iPhone, giảm ngay 30% khi mua online ốp lưng Spigen và Rock. Gọi 1-800-6601 để được tư vấn nhanh, hoặc bạn có thể truy cập vào www.fptshop.com.vn để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt nhất. FPT Shop trân trọng từng giây phút được phục vụ khách hàng.